Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước, sau 10 năm triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu của tổ chức ActionAid quốc tế trên địa bàn huyện Lâm Hà, đến nay thì các chương trình dự án này đã thực sự tạo ra được sự lan tỏa tích cực, không chỉ giúp người nghèo, người khó khăn, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, thụ hưởng từ chương trình mà còn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Cà Phê dân tộc Chin ở thôn 9 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà là một trong những hộ dân được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ sinh kế của tổ chức ActionAid. Bà Cà Phê cho biết, sau khi được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình, gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng mô hình trồng rau nuôi tầm. Nhờ được hỗ trợ về vốn, quy trình sản xuất, vì vậy sau một thời gian triển khai, mô hình này đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cho gia đình thay đổi ý thức vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá hơn. Cái nguồn vốn mà từ ActionAid á, là nói chung là rất là lợi ích cho bà con á, tại vì trong cái tổ thì có xoay vòng, những chị em nào mà khó khăn á, thì mình sẽ có cái vốn đó hỗ trợ. Những người mà gặp hoàn cảnh khó khăn là nuôi tầm là cái nguồn vốn mà nhanh thu hồi nhất để giúp cho bà con kinh tế phát triển hơn. Dự án ActionAid thì có hỗ trợ vốn là vốn quay vòng cho các thành viên nhóm, và xã Tân Thanh thì được hỗ trợ của 4 nhóm. À, với xã Đan Phượng cũng được 4 nhóm, thì tổng số tiền hơn 600 triệu đồng cho các thành viên theo nhu cầu. Và các thành viên thì thực tế ở đây thì gồm nhiều dân tộc, nhiều thành phần, và các chị vào đây là làm kinh tế, cho nên kinh tế cũng rất là khó khăn, và cái nguồn vốn này được hỗ trợ cũng rất kịp thời. Hỗ trợ sinh kế là một trong rất nhiều chương trình dự án được ActionAid quốc tế tại Việt Nam triển khai trong hành trình xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững. Thống kê trong 10 năm trở lại đây, huyện Lâm Hà đã được tổ chức ActionAid đầu tư hỗ trợ với tổng số tiền lên đến trên 21 tỷ đồng nhằm triển khai thực hiện các chương trình dự án tại hai xã Tân Thanh và Đan Phượng. Các chương trình dự án tập trung trên các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển sinh kế, tiếp cận giáo dục, đảm bảo tiếp cận nước sạch, xây dựng cộng đồng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và thanh niên, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển rừng. Qua đánh giá, các chương trình dự án được triển khai tại hai địa phương khá hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu thiết thực của người dân, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ khi mà cái tổ chức EC4 hỗ trợ về trang thiết bị cho phòng khám thì là triển khai rất tốt. Thứ nhất là về máy móc siêu âm màu là 4D, là máy hiện đại, và bàn khám thăm khám sản phụ khoa và các trang thiết bị khác. Thì là chúng tôi là bệnh nhân đến đông và có phần tin tưởng hơn về cái trình độ chuyên môn của mình, và mỗi khi mà siêu âm mà chuẩn đoán thì bệnh nhân yên tâm hơn và bác sĩ cũng yên tâm hơn. Trong 10 năm qua thì chúng tôi đã hết sức nỗ lực cố gắng để phối hợp với tổ chức ActionAid quốc tế để làm sao triển khai các dự án trên địa bàn một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất và mang lại một cái ý nghĩa to lớn nhất trong thời gian qua trên các lĩnh vực về an sinh xã hội, sinh kế cho người nghèo, người cận nghèo, và phát triển kinh tế, đưa văn minh tiến bộ vào trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và phát triển bền vững trên các lĩnh vực của huyện Lâm Hà. Chúng tôi đã xây dựng cái bộ máy triển khai là trên cái cơ sở là cái hệ thống chính trị từ cơ sở, từ thôn đến các xã để triển khai, nên là nó sẽ nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng, cái nhu cầu cần đầu tư cái gì để mà chúng ta đầu tư. Được thành lập từ năm 1972 tại Nam Phi, ActionAid là tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh chấm dứt đói nghèo và bất công, được thực hiện tại 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Có mặt tại Việt Nam năm 1989, sau 30 năm hoạt động, tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam đã thực hiện các chương trình ngắn hạn và dài hạn tại 43 tỉnh thành trên toàn quốc. Trong đó tập trung các chương trình hoạt động hỗ trợ xây dựng sinh kế, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng an toàn, tăng cường tiếp cận với các dịch vụ về y tế, thúc đẩy bình đẳng giới, với số tiền hỗ trợ các chương trình dự án gần 2.600 tỷ đồng. Thực ra chương trình của ActionAid thì rất là khác với các chương trình tổ chức khác. Chúng tôi không có nhiều cái áp lực trong việc là phải làm cái chương trình gì, bởi vì thực tế ra là cái việc mà quyết định làm chương trình gì, ưu tiên gì thì sẽ là ưu tiên của đối tác, ưu tiên của cộng đồng, và chúng tôi chỉ đi cùng để hỗ trợ thực hiện các cái chương trình đó thôi. Thế nhưng mà chúng tôi cũng hình dung là biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục là một cái ưu tiên lớn, không chỉ của Việt Nam, của toàn thế giới. Do đó nên tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới Lâm Hà cũng sẽ làm các chương trình liên quan đến giảm thải khí carbon và xây dựng sinh kế phù hợp và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ là cái chương trình mà Lâm Hà đang thành công rồi thì chắc là sẽ làm tiếp. Đấy là liên quan đến việc là hỗ trợ các trường tiểu học, các trường trung học có môi trường học tập an toàn, cũng như là cái chương trình về chất lượng dịch vụ y tế cho thanh niên dân tộc thiểu số và phụ nữ dân tộc thiểu số thì chắc là sẽ được tiếp tục. Trong giai đoạn 2023-2027, tổ chức ACS quốc tế tại Việt Nam tiếp tục ký cam kết gia hạn thỏa thuận hợp tác với các huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với các chương trình hỗ trợ liên quan đến việc xây dựng phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo và chống biến đổi khí hậu bình đẳng giới. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để các địa phương và người dân, nhất là người dân còn nhiều khó khăn tại các vùng dân tộc thiểu số, được thụ hưởng từ các chương trình dự án, có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó tạo động lực cho sự phát triển vươn lên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.